Dạ, xin chào các anh chị đã quay lại với kênh xe lướt giá rẻ của em. Thì hôm nay công ty em vừa về một chiếc xe cực kỳ ngầu. Chiếc xe này thực sự là nó hot, rất hot luôn. Vì nó là chỉ có một trên thị trường thôi ha. Khách cũng rất là chịu chơi, khi chi 200 triệu để lên đồ chơi, để lên đồ cho chiếc xe này trở thành con Raptor, con siêu khủng long ha. Em xin giới thiệu sơ về chiếc xe này nha. Đây là chiếc Ranger SLS đời 2018 nhập khẩu số tự động một cầu, biển số ở Bình Dương. Và xe là đứng tên cá nhân nha các anh chị. Đây em sẽ quay sơ con xe này cho các anh chị xem nha. Xe này khách vô đồ chơi rất là nhiều và cực kỳ đẹp luôn. Ảnh độ lên để thành con rắp to khủng long. Xe này màu đen, đằng sau anh cũng đã làm thành cái cơ có rơ móc này luôn nha. Ảnh vô đồ chơi bên phía ngoài xe và phía trong xe rất là nhiều. Do là em đang đứng ngoài đường cho nên là em không có quay hết được toàn cảnh xe như thế này, em chỉ quay một phần bên thôi ha. Còn đây là cái phần cái xe là ảnh cũng làm có trợ lực luôn ha. Đây này, bây giờ em sẽ quay ha. Đây nắm cửa nha, xe còn rất là vậy. Thôi chiếc xe này nhìn nó rất là ngầu luôn á. Đây xe nó đã khóa rồi. Tại xe này là cũng còn xe kiểm định đến tháng 12 năm 2020 các anh chị. Xe đã vô đèn ha, cực ngầu luôn ha. Đây giờ em sẽ lên xe. Chiếc cái bánh xe này á là ảnh đã lên con cái bánh xe BFG ha 2000 bệ bước của Raptor. Dạ rồi, em sẽ lên xe em giới thiệu sơ. Đây phần xe ha, xe nó vô cái ga đây. Và xe này mới chạy được có 21.000 thôi. Thì chiếc Ranger này thì em không cần phải giới thiệu nhiều đúng không ạ? Nhưng mà đây, ảnh đã thay bằng cái nút đèn start top luôn nha các anh chị ha. Dạ đây. Xe chạy được 21.000. Con xe này nhìn rất là ngầu luôn. Nó màn hình mình thay màn hình Android. Ghế điều chỉnh điện luôn nha. Anh đã tắt cái khóa này rồi. Xe nhìn ngầu quá, quá đẹp. Rồi bây giờ em sẽ em có một cái danh sách clip những cái món đồ mà ảnh đã thay đổi trên xe. Mà xe này cũng có loa trung tâm luôn ha. Ảnh đã vô một cái hệ thống âm thanh cực kỳ ngầu. Đây để em thử xem. Có thể tập lẽ các hình thức nào khác tốt hơn? Các bạn có thể tập các môn thể thao khác như là làm loa xe, xung quanh xe đạp, luôn. Bơi hoặc là ngồi tập yoga tại chỗ. Và đây là đây có YouTube này nọ luôn các kiểu ha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu đến phần cấp xe hầm máy xe cho các anh chị ha. Xe này là màu xe đẹp. Đây sùng chỉ còn nguyên nha. Hậu hậu ra mở cái cốp xe em chị đó.
Đây ha. À, con xe này thực sự là em chỉ quay sơ cho các anh chị xem thôi. Còn về mà cái phần mà cảm nhận xe và cái phần mà các anh chị muốn lên đây xem trực tiếp thì nó sẽ hay hơn. Vì chiếc xe này khi mà nhìn ở ngoài thì nó rất là mạnh mẽ và nó rất là ngầu, cực kỳ ngầu. Đấy lên chị. Xe nha, đứng đi, họ hạ xuống chị. Đây hả? Cây sùng chỉ còn nguyên nha các anh chị. Là do nắng quá cho nên là có thể bị chói. Đây, mình xe cho anh chị xem nha. Rồi, hạ xuống cho chị, hạ xuống cho chị, hạ xuống cho chị. Rồi, em xin nói sơ về lại vị trí xe này nha. Đây là con Ranger SLS phiên bản một cầu, số tự động nhập khẩu. Đời 2018, xe đã chạy được 21.000, biển số theo pháp lý là xe cá nhân. Thì hiện tại đang được chào bán tại trung tâm em với giá là 699 triệu, và giá này vẫn còn thương lượng nha các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu muốn đổi xe hoặc là muốn đổi xe hoặc là muốn bán xe thì cứ liên hệ với em, thì bên em sẽ thu hết tất cả các loại dòng ha. Một là anh chị có thể gọi điện thoại số hotline cho em là số 0902600126, hoặc là có thể inbox vào cho em để biết thêm thông tin chi tiết về các loại dòng xe bên em hiện có, hoặc là muốn biết thông tin về chiếc xe này. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi.